Hello, xin chào các bạn. Các bạn có biết vì sao mà các bạn không chiến thắng được trong cái thị trường này không? Có thể là các bạn nghe người ta nói là chỉ cần hâu coi thôi là các bạn có thể giàu, chỉ cần nằm im thôi thì các bạn cũng có thể giàu. Nhưng tại sao các bạn không làm được? Tại vì mình nghĩ là các bạn gặp vấn đề trong cái quản trị vốn. Có thể là các bạn đã dành cái tất cả các số tiền vào đây và các bạn lo lắng là nó sẽ tụt, nên là những cái lúc thị trường điều chỉnh các bạn sẽ bán tháo đi, và những lúc thị trường tăng lại thì các bạn lại có hứng mua hơn. Tại vì các bạn, hoặc là các bạn vay mượn, thì các bạn sẽ rất là bị cái áp lực, hoặc là tất tay vào cái thị trường này thì rất là áp lực. Cho nên là các bạn nên dùng cái số tiền á mà mình chấp nhận mất, là có lên có xuống thì cũng kệ. Và các bạn cần có một cái công việc ổn định, tức là tháng này mình dành ra bấy nhiêu tiền để đầu tư vào đây, rồi tháng sau chắc chắn mình sẽ kiếm được ở ngoài đời này này, chắc chắn mình sẽ kiếm được thêm những cái đồng tiền khác, những cái nguồn thu nhập khác. Rồi các bạn có muốn đầu tư thì lại cho thêm vào cái thị trường này thì là tốt nhất. Còn ví dụ như các bạn mà tháng này là còn bao nhiêu tiền mà tất tay vào, rồi tháng sau không biết mình sống như thế nào, thì tâm lý rất dễ là bị lay động, và dẫn đến là nó sẽ không kiểm soát được. Và nếu mà như thị trường điều chỉnh thì nó sẽ, thì các bạn sẽ rất dễ là bán non và bán ở dưới đáy. Cho nên là các bạn cần phải biết quản trị vốn. Ví dụ có 100 triệu đi, ngoài đời á, có 100 triệu tiền tích lũy được, chỉ nên vào đến 20-50 triệu là cùng, máu lắm thì vào 50 triệu. Còn đâu thì cứ để đấy, để cho tháng sau hay tháng sau nữa vẫn còn sống được là cái thứ nhất. Cái thứ hai, nếu nó có điều chỉnh thì điều chỉnh sâu nhá, khoảng 30-50% thì hãng bắt đáy, chứ còn điều chỉnh 5-10% mà lại bắt luôn á, thì lúc nó xuống thêm thì tiền đâu nữa mà bắt. Cho nên là cứ đặt mục tiêu là vào một ít, rồi nếu nó chỉnh đến 50% đi thì mình mới bắt đáy. Rồi tiếp theo nhá, nếu nó chỉnh tiếp 50% nữa thì mới bắt tiếp lần nữa. Và phải có một cái nguồn thu nhập ổn định từ tiền lương hay tiền kinh doanh hay tiền gì đấy ở bên ngoài, hàng tháng vẫn đủ chi trả cho cuộc sống. Thế lúc đấy thì các bạn mới nghĩ đến cái kiếm tiền ở trong cái thị trường này mà không phải lo lắng gì cả. Chào các bạn nhé.